Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 và tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Nam làm rõ thông tin vợ trưởng công an huyện Phước Sơn buôn bán gỗ trái phép. Hôm nay người dân Hà Nội vẫn cảm nhận rõ nắng nóng gay gắt, từ ngày mai miền Bắc sẽ chuyển rét. Những lý do khiến gạo Việt Nam xuất sang Mỹ bị trả về. Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang bị ô nhiễm nặng nề bởi 70 lò vôi thủ công, ngày đêm nhả khói bụi. Nổi bật trong phần tin quốc tế, Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất 7,4 độ Richter. Na Uy phá đường dây ấu dâm lớn nhất lịch sử nước này. Qua tin báo của quần chúng nhân dân khoảng 9 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà kho chứa gỗ tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là nhà kho do vợ trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam làm chủ. Tại cuộc họp báo về vụ việc cuối buổi chiều hôm nay, Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định việc kiểm tra đột xuất là hoạt động bình thường khi lực lượng công an tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hơn 4 khối gỗ, nghi ngờ không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, chủ nhà kho này cho biết số gỗ trên không phải của mình mà do một người khác gửi nhờ. Toàn bộ hồ sơ của vụ việc đã được Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao cho Kiểm lâm huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng, thu 20 bánh heroin, hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, Cảnh sát Hình sự quận Nam Từ Liêm phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông số 6 tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Ngân Đức The, 41 tuổi, trú tại tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La và bắt quả tang The ôm một thùng các tông chứa 20 bánh heroin với trọng lượng 6.779 gram, cùng 17.859 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Ngân Đức The khai nhận vận chuyển thuê về Hà Nội rồi giao hàng cho người khác để đưa đi Thái Nguyên. Trước đó, The từng có 2 tiền án về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, trên cùng một cung đường vận chuyển từ Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, các trinh sát đã phát hiện thêm một ổ nhóm vận chuyển ma túy khác do Tráng A Trang, 38 tuổi, trú tại Bản Xà Lĩnh, xã Bản Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, cùng Sông Thị Giớ, 40 tuổi, trú tại Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, và Ma Tuấn Hùng, 31 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên. Cả 3 đối tượng đều khai nhận mua ma túy từ Lào đưa về Hà Nội, rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố hình sự vụ án đối với 3 đối tượng Tráng A Trang, Ma Tuấn Hùng và Sông Thị Giớ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ cần cầu xây dựng đè chết học sinh tại tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án về hành vi vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý đây là công trình xây dựng chui chưa được cấp phép. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, sau khi khởi tố hình sự vụ án sẽ xem xét việc khởi tố bị can. Trước đó tối 14 tháng 11, cần cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành đang thi công chung cư tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh bất ngờ đổ sập và đè lên dãy nhà 3 tầng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, rồi rơi trúng em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10 khiến em tử vong tại chỗ. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cho biết nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định do lún sụt đế móng cầu tháp và do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp neo chống lật. Khi xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng đang căn chỉnh và chưa được kiểm định. Cũng liên quan đến vụ việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng với dự án chung cư này do ban hành chưa phù hợp với quy định. Vụ việc người mẹ ôm con nhảy sông Rồng Ông Tố ở thành phố Hồ Chí Minh tự tử xảy ra vào ngày hôm qua 21 tháng 11. Đến ngày hôm nay, sau hơn 15 tiếng đồng hồ, thi thể của bé gái 5 tuổi xấu số đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra hơn 1 km.
Sau hơn 15 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11 giờ trưa nay, thi thể của bé gái 5 tuổi đã được người dân tìm thấy tại khu vực cầu Nam Lý thuộc khu vực quận 9, cách hiện trường xảy ra vụ việc 1 km. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 21 tháng 11, chị Nguyễn Ngọc Anh, 45 tuổi, chở theo hai con nhỏ, trong đó có một cháu trai 11 tuổi, và ra khu vực cầu Rồng Ông Tố 2. Khi đến sát bờ sông, người mẹ nhắn tin cho chồng, sau đó xuống xe, kéo hai con nhảy xuống sông tự tử. Cháu trai bơi vào bờ được, hô hoán người dân ứng cứu nhưng không kịp. Hiện tại thi thể của cả hai mẹ con đã được đưa về nhà an táng. Sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện hai đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn động vật hoang dã không rõ nguồn gốc. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Kim Linh, sinh năm 1973, trú tại thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, và Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1969, trú tại thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, đang mua bán hai cá thể rừng gồm có hoẵng và rắn hồng. Qua kiểm tra tại nhà riêng và trên dãy của Linh, tại xã Ninh Hưng, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều động vật khác nuôi nhốt tại lồng như là rắn nhím, kỳ đà, chồn, rùa. Tại thời điểm kiểm tra, Sơn và Linh không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên. Sự việc đang được Bộ đội Biên phòng tiếp tục đấu tranh làm rõ. Vào lúc 8 giờ sáng nay, tàu sát 274 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã lai dắt tàu DNA 90796 cùng với 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa về Đà Nẵng an toàn. Trước đó hồi 9 giờ ngày 21 tháng 11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng nhận được thông tin tàu DNA 90796 gặp nạn. Trên tàu có 3 người khi đang hành nghề tại vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy không khắc phục được và tàu có nguy cơ chìm do nước tràn vào nhiều. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 274 đi cứu nạn. Đến tối qua tiếp cận tàu bị nạn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 274 chăm sóc sức khỏe, đồng thời khắc phục hạn chế tình trạng nước tràn vào tàu để đưa về bờ. Một clip tàu cá ngư dân ở Thanh Hóa bị đâm chìm trên biển đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận khi va chạm với chính một tàu kiểm ngư của địa phương này. Sáng nay, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư đã chỉ đạo các đơn vị làm rõ thông tin và sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm. Theo lời kể của ngư dân gặp nạn, thì khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 11, khi đang dò cá tại khu vực tọa độ 19 độ 32 phút Vĩ Bắc, 105 độ 54 phút Kinh Đông, thì bất ngờ có một chiếc tàu sắt đâm thẳng vào mạn bên trái. Sau hai cú đâm, tàu cá ngư dân bị ngấm nước và chìm dần trong sự bất lực của những người trên tàu. Còn theo đơn vị chủ quản chiếc tàu kiểm ngư là Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, thì đây là một vụ va chạm trong quá trình đuổi bắt trên vùng biển cấm hành nghề lưới vây. Bước đầu kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và lực lượng đã tiến hành lập biên bản nhưng ngư dân không ký. Trong quá trình vào bờ thì tàu cá ngư dân bị chìm. Rất may có nhiều tàu đánh cá trong khu vực phát hiện và ứng cứu kịp thời. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ quy trình làm việc của thanh tra và diễn biến vụ việc. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cũng đã có báo cáo vụ việc này và sẽ xử lý nghiêm các sai phạm sau khi kiểm tra. Hôm nay tiết trời chuyển sang tiểu tuyết, đánh dấu miền Bắc bước vào thời kỳ của những đợt rét khi có các đợt không khí lạnh mạnh tràn về. Tuy nhiên thì miền Bắc vẫn rất oi nóng, khó chịu. Một thông tin tích cực mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn khi mà hôm nay cũng là ngày nắng nóng cuối cùng trong năm ở miền Bắc trong năm 2016. 15 giờ chiều, tiết trời vẫn rất nắng và nóng. Sự mệt mỏi đã hiện rõ trên từng gương mặt tại các điểm chờ xe buýt. Mọi thứ đều có thể che chắn, miễn là tránh được nóng. Những chiếc quạt phe phẩy không đủ sức xua tan đi bầu không khí oi bức không khác ngày hè. Và nó khác thường thôi, mọi năm, đáng nghe năm mọi năm cái tầm này là nó là lòng lạnh rồi ạ. Nhưng mà năm nay nóng quá, nên là trẻ con nhà tôi cũng ốm hết rồi. Dù đã ở tiết tiểu tuyết, nhưng ra đường vẫn là những trang phục mùa hè. Sau một thời gian dài nắng nóng tương đối bất thường, sự chịu đựng của nhiều người cũng đã đến giới hạn. Nóng bức oi ả lắm, mệt mỏi. Từ nhiều tháng 5, tháng 6 ấy. Ngày mai đến hay ngày kia đấy là bắt đầu là sở sang mùa đông rồi. Mùa thì hôm nay là, đúng là hôm nay thì nó cũng vẫn khó chịu hơn so với mọi ngày vừa qua. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội hôm nay vẫn trên mức 31 độ C.
Sự bức bí thậm chí còn có phần gia tăng khi các khối khí đang có sự dồn nén, thay đổi. Đây cũng là ngày nắng nóng cuối cùng trong năm nay, vì phía trước là những ngày rét lạnh khi liên tiếp có các đợt không khí lạnh tràn về. Cái đợt không khí lạnh ngày mai là một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Các cái khu vực ảnh hưởng đầu tiên thì đó là cái khu vực vùng núi phía Bắc. Rồi là theo thời gian thì không khí lạnh xuống di chuyển xuống phía Bắc thì đó tiếp tục sẽ là cái khu vực đồng bằng Bắc Trung Bộ rồi đến Trung Trung Bộ. Cụ thể hơn thì cái diễn biến nhiệt độ nó sẽ như thế này. Chúng tôi cho rằng là cái nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi thì có thể đạt được cái ngưỡng là 14 đến 17 độ C, tức là đạt đến ngưỡng là rét đậm. Ở khu vực đồng bằng thì thấp nhất chiều tối ngày mai, rạng sáng ngày kia thì có thể đạt được cái ngưỡng là 16, 18, 15, 17 độ C. Kể từ cái thời điểm mà ngày 20 chiều tối ngày mai cho đến những ngày đầu tháng 12 thì liên tiếp sẽ có những cái đợt không khí lạnh bổ sung với cái tần suất là khoảng 2 đến 3 ngày. Đợt không khí lạnh lần này không gây mưa nhiều, xả rích như đợt trước. Tuy nhiên lại được bổ sung liên tiếp các khối khí lạnh cho đến hết tháng, nên thời tiết rét duy trì trong một thời gian dài. Từ chiều tối mai trời rét và người dân đã có thể tạm biệt với nắng nóng. Sau một tuần tưởng chừng là kiềm chế được sự lây lan của virus Zika, Thành phố Hồ Chí Minh lại đang phải đối diện với thực tế Zika và sốt xuất huyết trở nên nóng và dồn dập hơn. Tương đương với số ca mắc, tỷ lệ các thai phụ nhiễm Zika do đó cũng tăng hơn trước. Liên tiếp trong vài ngày gần đây, số ca nhiễm virus Zika tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng dồn dập dựa trên số mẫu gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, thành phố đã có 62 ca nhiễm dương tính, bao gồm cả 9 thai phụ mắc Zika. Trong số 9 thai phụ này, một người đã sảy thai, một người sinh con khỏe mạnh. 7 thai phụ còn lại đã được phân về cho hai bệnh viện sản lớn của thành phố là Từ Dũ và Hùng Vương theo dõi cho đến lúc sinh. Trong khi đó, tại Bà Rịa Vũng Tàu đến nay đã có ca bệnh thứ 2 dương tính với virus Zika. Đang nói bệnh nhân này là chị ruột của nam thanh niên nhiễm Zika đầu tiên của Vũng Tàu và ở cùng nhà. Do đó, việc phun xịt thuốc tiếp tục thực hiện quanh nhà của hai bệnh nhân. Như vậy, virus Zika vẫn đang lan rộng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam với nguồn lây truyền chủ yếu là muỗi Aedes. Các khuyến cáo vẫn hướng về nhóm đối tượng chính là các thai phụ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba của thai kỳ. Hiện tại vẫn chưa có cảnh báo hạn chế đi lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 22 tháng 11 vào khoảng 15 giờ, đoàn liên ngành Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương kết hợp với đội quản lý thị trường bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm cầm đồ Quang Hưng nằm trên đường DT743, phường An Phú, thị xã Thuận An. Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất hàng loạt các gia vị thực phẩm tương ớt, sa tế, giấm bằng các thứ hóa chất in chữ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở cầm đồ, nhưng thực chất đang sản xuất hàng loạt các gia vị thực phẩm bằng hóa chất in chữ Trung Quốc ở sau nhà. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở khai nhận tên Trịnh Thị Nga, sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa. Chị Nga không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ của các hóa chất để sản xuất ra các gia vị trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy sấy, 2 cân đồng hồ, 1 máy đóng thời gian sử dụng và nhiều vật dụng liên quan đến quá trình sản xuất phụ gia của cơ sở. Chị Nga đã sử dụng tiệm cầm đồ phía trước để làm vỏ bọc cho quá trình sản xuất của phụ gia của mình để qua mặt cơ quan chức năng nhưng vẫn bị phát hiện về việc làm của mình. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô hàng là hàng nghìn chai phụ gia, các thùng và lọ hóa chất không rõ nguồn gốc, lập biên bản vi phạm của cơ sở để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Một loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Ancan của công ty cổ phần Triệu Sơn nhưng lại được quảng cáo có tác dụng như là thuốc điều trị ung thư. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và công ty này vừa bị Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo sai phạm, không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng yêu cầu công ty Triệu Sơn gỡ nội dung các quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin trên các website của đơn vị này. Trước đó, công ty Triệu Sơn đã quảng cáo sản phẩm Ancan trên nhiều kênh truyền thông, đặc biệt là trên Internet và mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Nội dung quảng cáo là làm người xem hiểu sản phẩm này là thuốc như Ancan phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, Việt Nam sản xuất thành công thuốc phòng ung thư, v.v. Sau khi bị xử phạt, Chủ tịch công ty Triệu Sơn đã gửi thư xin lỗi khách hàng và cho rằng quảng cáo sản phẩm quá mức là thuốc phòng ung thư như kể trên là do các đại lý.
Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm và lo ngại trước thông tin gạo Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị trả về vì tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Một số người thì còn cho rằng doanh nghiệp sẽ tìm cách tiêu thụ hết số gạo này trong nước và người dân thì phải ăn gạo bẩn. Phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với Cục Bảo vệ Thực vật, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm dịch gạo xuất khẩu. Cục này cho biết là gạo Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị trả về tuy là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì ở Hoa Kỳ có một số hoạt chất bảo vệ thực vật chưa được xây dựng quy định về mức tồn dư tối đa cho phép là bao nhiêu, nên chỉ cần phát hiện hàng nhập khẩu có tồn dư dù ít hay là nhiều thì họ cũng sẽ trả lại. Và đáng lưu ý đó là số gạo bị trả về này đã được những thị trường khác đón nhận chứ không phải tiêu thụ trong nước. Để rõ hơn thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của phóng viên VTC14 với ông Hoàng Trung, là Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vừa qua thì dư luận rất là quan tâm đến cái thông tin là gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị trả về. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về cái sự việc này và ông có thể giải thích một chút về cái nguyên nhân mà vì sao gạo Việt Nam lại bị trả lại như vậy ạ? Tính cho đến giờ phút này là gần hơn 10 tháng, gần 11 tháng, thì có 29 lô gạo mà phía Mỹ mà tái xuất trở về Việt Nam với cái trọng lượng là khoảng hơn 1.000 tấn. 29 lô đó chỉ có 6 lô là liên quan tới gọi là cái mức dư lượng tối đa cho phép theo quy định của Mỹ. Thế thì cái việc đây là chúng ta không vượt. Phải khẳng định đây là cái gạo chúng ta là không có mức dư lượng của các hoạt chất bảo vệ vật vượt cái mức đó. Mà do quy định của phía Mỹ, là riêng phía Mỹ là người ta có quy định rằng những hoạt chất nào mà phía Mỹ đã gọi là xây dựng được hoặc quy định được cái mức MIL thì lúc đó là người ta mới áp mà tính theo các cái chỉ số đó. Nhưng đây cái 8 hoạt chất hiện nay mà chúng ta thường gạo chúng ta hay bị thì là phía Mỹ chưa xây dựng cái mức này. Thế do vậy là cứ phát hiện thấy về mặt định tính là người ta sẽ có thể là có quyền là người cho tái xuất ngay. Cái còn lại thì nó là các nguyên nhân khác. Thế nhưng tôi có thể nói là rõ là ví dụ như là do nhãn mác, do bao bì đóng không quy đúng quy cách. Thứ hai là cái thỏa thuận của hợp đồng của họ có vấn đề. Thế do vậy là có những cái lô hàng chúng tôi tìm hiểu chủ hàng là khi mà thỏa thuận người ta nói thế này nhưng sang cái loại khác. Lô gạo bị trả về như vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào ạ? Đấy, về để chúng tôi sẽ làm để bán sang thị trường khác. Thế còn tức là còn 23 lô thì trong cái tình trạng như thế. Thế là vậy thì sau đó là những cái lô này được hiểu rằng là khi chúng tôi kiểm tra qua cái hệ thống kiểm dịch thực vật thì họ đều lại đi xuất sang các nước khác cả. Thì không có vấn đề gì. Gạo xuất khẩu sang Mỹ bị trả về như vậy không phải là do nguyên nhân về chất lượng hoặc là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể xuất khẩu sang những thị trường khác đúng không ạ? Chính xác. Và xuất khẩu một cách bình thường và thậm chí với khối lượng lớn hơn nhiều. Các cái thị trường khác thì còn dễ tính hơn thì đương nhiên là gạo Việt Nam chúng ta đáp ứng được. Thế do vậy là những cái thông tin liên quan đến bảo là do vì cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà dẫn đến cái tình trạng phải trả về thì là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng cơ sở. Sáng nay, nhà máy nước Tân Hiệp 2 đã chính thức được đưa vào sử dụng sau hơn 3 năm thi công. Với công suất 300.000 mét khối một ngày, công nghệ hiện đại, nhà máy nước Tân Hiệp 2 sẽ đảm bảo nguồn nước cho người dân vùng phía Tây Bắc của thành phố. Dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2 có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2013, công suất thiết kế 300.000 mét khối một ngày. Dự án có hai hạng mục chính gồm tuyến ống nước thô bằng thép dài 9 km và nhà máy xử lý nước. Nhà máy được trang bị máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến từ Mỹ, Đức và Nhật Bản. Toàn bộ lượng nước sản xuất của nhà máy nước Tân Hiệp 2 được cung cấp cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo hợp đồng mua bán xỉ. Trước mắt, sản lượng nước thương phẩm khi hoàn thành là 150.000 mét khối một ngày, tăng dần và đạt 300.000 mét khối một ngày sau 2 năm đi vào khai thác. Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa vào sử dụng nhà máy nước Tân Hiệp 2 đã có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh, nâng nguồn cung dự trữ nước lên 700.000 mét khối một ngày, góp phần thực hiện mục tiêu 100% người dân thành phố được sử dụng nước sạch. Nhằm cải thiện chất lượng nước sông đang có xu hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm đáng báo động tại ba lưu vực sông chính, đó là sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo quản lý môi trường nước để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Ban chỉ đạo quản lý môi trường nước các lưu vực sông ô nhiễm nặng có sự tham gia của các thành viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh bao gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam.
Ban chỉ đạo sẽ theo dõi giám sát việc thực hiện dự án tăng cường năng lực quản lý môi trường nước, lưu vực sông, qua đó hướng tới từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước, lưu vực sông. Một góc thị trấn An Bài, Thái Bình hiện lên với màu trắng xóa của bụi. Dọc tuyến quốc lộ 10 từ Thái Bình đi Hải Phòng, không khó để nhận ra điểm nóng về ô nhiễm bụi ở khu vực Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi có gần 70 lò vôi thủ công ngày đêm thay nhau nhả khói bụi. Từ một nơi sầm uất, không ít người đã phải dứt bỏ, chuyển đi nơi khác vì không chịu nổi. Ngày nào chị Trần Thị Loan ở Cầu Nghìn, Quỳnh Phụ, Thái Bình cũng phải làm công việc này. Nơi làm việc của chị lúc nào cũng bám đầy bụi, lau dọn liên tục nhưng vẫn không xuể. Những chiếc khẩu trang là biện pháp duy nhất để họ kéo dài thời gian làm việc. Những hàng như tất cả những cái máy này này, máy móc ở đây, cô đến thì cô nhìn thì cô biết rồi. Nó bụi bặm, nó bẩn, là nên nó đồ đạc thì rất là nhanh hỏng, chỉ cần vài hôm là những cái máy này là nó bẩn, là không sử dụng được. Còn khu dân cư ở đây thì toàn bộ khu dân cư ở đây là sống cả đúng như đồng bào miền Trung đấy, sống chung với lũ, bụi kinh khủng, nhà nào cũng phải đóng cửa. Như nhà tôi đây bán hàng như này nhưng mà không dám mở cửa mà cứ đóng cửa kín. Đấy, bên trong thì đóng cửa kính, làm cửa kính ấy, nhưng mà chỉ hé một tí thôi chứ không dám mở ra. Người dân thường gọi đùa thị trấn An Bài là khu phố trắng, bởi cả thị trấn được bao phủ một lớp bụi trắng từ hàng trăm lò vôi thải ra. Ở đây chỗ nào cũng là bụi. Nhiều ngôi nhà đóng cửa để đấy do không thể sống nổi. Các lò vôi này hoạt động từ lâu và thải ra một lượng bụi khổng lồ vào khu dân cư. Không chỉ có lò vôi hoạt động, nhà máy thép được đặt ngay trong khu dân cư đã gây ra ô nhiễm tiếng ồn và khí thải. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm. Chính quyền địa phương cũng có xử lý, nhưng chỉ như muối bỏ bể, người dân Cầu Nghìn vẫn hàng ngày sống chung với bụi. Giải quyết triệt để thì những cái việc ô nhiễm môi trường nó cũng rất phức tạp, mà nó liên quan đến công ăn việc làm, lao động thu nhập của rất là nhiều người, cho nên là đây là một cái bài toán cũng rất là khó khăn cho, và trong các cái cơ chế chính sách của mình nó cũng còn một số cái tồn tại, cho nên là không phải là không giải quyết mà chúng tôi là tập trung giải quyết rất là tích cực. Giải pháp khắc phục thì tỉnh đã giao cho Ủy ban dân huyện Quỳnh Phụ là xây dựng cái đề án, và tuy nhiên mặc dù là đề án đã được chỉnh sửa, chưa được ủy ban tỉnh phê duyệt, nhưng mà về thông tin chúng tôi nắm được là đến hết tháng 8 năm 2017 sẽ xóa bỏ toàn bộ 64 lò vôi ở cái thị trấn này. Nhiều giải pháp đã được đề ra, kế hoạch cũng đã có, nhưng trên thực tế thì không biết khi nào người dân thị trấn An Bài mới được hít thở bầu không khí trong lành. Vào sáng sớm ngày hôm nay 22 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại Nhật Bản, tạo ra sóng thần và làm gián đoạn hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân ở chính khu vực bị thảm họa kép vào năm 2011 tàn phá. Theo hãng tin Reuters, trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 59 phút theo giờ Nhật Bản. Cường độ trận động đất đo được tại tỉnh Fukushima và Ibaraki lên tới cấp độ 5 trong thang đo động đất 7 cấp của Nhật Bản. Tâm chấn nằm sâu khoảng 10 km ở khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi đang có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Trận động đất này đã tạo ra sóng thần cao 1,4 mét ở khu vực Sendai, nằm cách Fukushima 70 km về phía bắc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy tàu thuyền chạy ra biển từ bến cảng sau khi tín hiệu cảnh báo sóng thần vang lên. Theo dự báo, địa chấn có thể tạo ra sóng thần cao tới 3 mét. Tuy nhiên, những con sóng thần thực tế chỉ cao hơn 1 mét và chưa gây hậu quả nào nghiêm trọng. Chúng tôi phải di tản tàu thuyền tránh khỏi biển vì sóng thần, bởi vì chúng tôi đã làm điều tương tự như thế này trong trận sóng thần vừa qua. Tuy nhiên, vụ việc cũng đặt tất cả các nhà máy điện hạt nhân nằm ven biển của Nhật Bản bên bờ vực bị đe dọa. Trong sự cố ngày hôm nay, hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng tiếp tục ngừng hoạt động. Mặc dù vậy, chúng được khởi động lại ngay sau đó và không gây ra hậu quả đáng tiếc.
chưa có báo cáo thiệt hại nào tại nhà máy điện hạt nhân này được đưa ra sau vụ động đất, dù một số khu vực dân cư bị mất điện tạm thời. Ngoài ra, một số tuyến đường sắt cao tốc đã phải tạm dừng hoạt động. Đài NHK của Nhật Bản đã đưa ra thông báo kêu gọi người dân sơ tán bởi các đợt sóng, dù chỉ xuất hiện ở tầng thấp của đại dương, cũng có thể đột ngột dâng cao tràn vào bờ. Đài này cũng dẫn thông báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay mức cảnh báo sóng thần đã được hạ xuống đối với hai tỉnh ven biển miền đông bắc Fukushima và Miyagi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần được cảnh báo nên có các biện pháp đề phòng. Trả lời họp báo tại thủ đô Buenos Aires, Argentina vào ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá thiệt hại do động đất gây ra và cung cấp những thông tin cần thiết đầy đủ tới người dân. Theo đó, tại buổi họp báo ở thủ đô Buenos Aires, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chính phủ sẽ nhanh chóng khắc phục những khó khăn sau trận động đất 7,4 độ Richter xảy ra ngày hôm nay. Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố bất kỳ thông tin liên quan nào đến sóng thần hoặc đưa ra lệnh sơ tán khẩn cấp đến cho người dân. Đồng thời, chính phủ sẽ nhanh chóng thu thập thông tin về các thiệt hại xảy ra và sẽ nỗ lực khắc phục thiên tai. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF và nỗ lực hết sức để ứng phó thảm họa. Ông Suga kêu gọi những người dân ở khu vực bị ảnh hưởng tuân theo trước chỉ dẫn sơ tán của nhà chức trách, chú ý theo dõi thông tin trên đài truyền hình, cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Bộ Quốc phòng nước này cũng đã điều máy bay của SDF đến các khu vực ảnh hưởng để kiểm tra thiệt hại. Các trận động đất vẫn thường xảy ra tại Nhật Bản. Trận động đất gần đây nhất có cường độ 6,2 độ Richter xảy ra vào cuối tháng 10 gần thành phố Kurayoshi, phía tây Osaka, khiến nhiều người bị thương nặng và nhiều công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài trận động đất xảy ra vào hôm nay, thì chỉ riêng tháng 11 này đã có 4 trận động đất mạnh xảy ra tại các quốc gia như là New Zealand, Italia, Argentina và Nhật Bản, gây ra những thiệt hại nặng cho các nước này. Hãy cùng chúng tôi điểm lại qua phóng sự ngay sau đây. Vào sáng ngày hôm nay 22 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển khu vực bắc của Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần tháng 3 năm 2011. Một cơn sóng thần cao 1,4 mét đã xuất hiện ở khu vực cảng Sendai, tỉnh Miyagi sau trận động đất. Chỉ cách đó một ngày, chính quyền địa phương San Juan, Argentina cũng đã thông báo về một trận động đất 6,4 độ Richter đã xảy ra. Chile cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Đây là trận động đất thứ hai tại quốc gia Nam Mỹ này trong tháng 11, khi trước đó vào ngày 13 tháng 11, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở phía đông bắc Argentina, tuy nhiên không có báo cáo về thiệt hại và thương vong. Cũng cùng ngày 13 tháng 11, đường cao tốc quốc gia số 1 gần thị trấn Watt bị hư hỏng nghiêm trọng sau trận động đất 7,4 độ Richter tại Christchurch, New Zealand. Nhiều cửa hàng ở đây cũng bị thiệt hại trong trận động đất. Cơ quan khoa học tự nhiên New Zealand cho biết đã ghi nhận đợt sóng cao khoảng 1 mét tại vùng Bắc Canterbury sau trận động đất. Và mới đây, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là 6,3 độ Richter làm rung chuyển miền trung New Zealand trong ngày hôm nay 22 tháng 11. Hiện chưa có báo cáo thương vong do trận động đất này. Trong khi đó, vào ngày 3 tháng 11, hai trận động đất mạnh 5,4 và 5,9 độ Richter đã phá hủy nhiều công trình ở khu vực quanh vùng di sản Castel Sant'Angelo Sunera, Visso Ucista, tỉnh Macerata, Italy. Cơ quan bảo vệ dân sự Italy thông báo đã có khoảng 26.000 người dân nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo báo chí nước này, số người phải đi sơ tán đã vượt qua con số 40.000 người. Mới đây, cảnh sát tại thành phố Bergen, thành phố lớn thứ hai tại Na Uy, vừa triệt phá một đường dây lạm dụng ấu dâm trẻ em lớn nhất trong lịch sử của nước này. Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội 51 đối tượng nam giới thực hiện hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục đối với trẻ em sau khi thực hiện chiến dịch điều tra kéo dài một năm. Những đối tượng này là thành viên của một vài mạng lưới mại dâm trẻ em đã liên hệ với nhau qua một trang web đen. Cảnh sát đã ghi nhận tổng cộng 5.500 trường hợp liên quan. Tránh thanh tra cảnh sát Bergen Heidi Reichert cho biết họ đã thu giữ nhiều hình ảnh, đoạn phim và các đoạn trò chuyện trực tuyến của các đối tượng. Trong đó, những đoạn phim ghi lại các vụ tấn công tình dục đối với trẻ em mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã xác định được nhiều nạn nhân. Cảnh sát tại Bergen xứng đáng được vinh danh vì công việc của họ đã làm. Điều quan trọng là phải ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng ta đang thấy nhiều vụ tấn công vào trẻ em ngay trên đất nước Na Uy và cuộc tấn công điều tra liên quan đến loại tội phạm này đã diễn ra rất tích cực.
Được biết, cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 9 năm ngoái khi một bé gái 14 tuổi báo cáo với cảnh sát tại Bergen về việc bị một người đàn ông 22 tuổi tấn công tình dục. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này và phát hiện được một số thông tin khả nghi trên máy tính cá nhân của đối tượng, trong đó có một danh sách dài những kẻ có quan hệ tình dục với trẻ em. Vào ngày hôm qua, một chiếc xe buýt chở 35 học sinh đã bất ngờ gặp tai nạn tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee của Mỹ, khiến ít nhất 6 trẻ tử vong. Tai nạn xảy ra sau khi chiếc xe bị lật và đâm vào một cây lớn ven đường. Những em trên xe là học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 tại trường tiểu học Goodmore. Các nhà chức trách đã nhận cuộc gọi về vụ tai nạn lúc 15 giờ 30 phút theo giờ địa phương và hơn 23 người được chuyển đến bệnh viện địa phương. Theo Sở Cứu hỏa thành phố Chattanooga, xe buýt bị lật sang bên, mắc kẹt vào cây bên đường và nhân viên cứu hộ phải mất nhiều giờ để đưa toàn bộ người mắc kẹt ra ngoài. Melidia Clewell, phát ngôn viên của văn phòng trưởng lý quận cho biết, ít nhất 5 học sinh thiệt mạng tại chỗ, còn một em tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, cảnh sát trưởng thành phố Chattanooga Fred Fletcher chưa công bố con số thương vong. Ông này chỉ cho biết cảnh sát đang điều tra sơ bộ, thu thập thông tin từ hộp đen và chắc chắn rằng sẽ điều tra kỹ lưỡng tốc độ chiếc xe buýt. Ông Fletcher cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đường phố khô ráo và thông thoáng. Hiện tài xế xe buýt đang hợp tác với cuộc điều tra. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.